Bí ẩn lô hàng tiền tỷ bị rút ruột, cháo hàng khi chuẩn bị thông quan. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Trao đổi với Vietnamnet, ông Lê Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu được phát hiện tại cửa khẩu Lao Bảo. Tờ khai hải quan số 500-31805-1040 ngày 2 tháng 11-2021 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng ghi hàng hóa quá cảnh gồm 44 mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử, xuất xứ Nhật Bản. Tổng giá trị khai báo là 18.404.765 yên Nhật, tổng trọng lượng 23.935 kg, được vận chuyển trong container số SITU-911-2293 trên phương tiện biển kiểm soát Lào số 1073-2314. Lô hàng này có giá trị khai báo quy đổi theo tiền Việt Nam là hơn 3,7 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định lô hàng có dấu hiệu bất thường khi làm thủ tục thông quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phối hợp với đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung lập biên bản kiểm tra. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số hàng hóa bên trong container không đúng với số lượng hàng hóa gồm 44 mặt hàng như đã khai báo tại công ty Việt Lào tại tờ khai hải quan. Cụ thể, khi tiến hành mở container kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện toàn bộ số hàng theo đăng ký tờ khai đã biến mất bí ẩn. Thay vào đó, chất đầy trong container là lọ hoa, lư hương, chum bằng sứ, các vỏ thùng xốp, vỏ thùng các tông, cát sỏi, xi măng. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, Chi cục Hải quan Lao Bảo đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định. Đồng thời, đơn vị này phối hợp với đội 2, cục điều tra chống buôn lậu tiến hành làm việc với những người liên quan. Từ kết quả kiểm tra, xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ, có cơ sở xác định hàng hóa được vận chuyển từ Nhật Bản về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Tuy nhiên, 44 mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử xuất xứ Nhật Bản trong quá trình vận chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quảng Tiên Sa lên Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo để chuẩn bị quá cảnh qua Lào đã bị lấy ra và đánh tráo bằng 11 mặt hàng khác. Ông Tuấn cho biết, theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định lô hàng trên đã bị rút ruột và bỏ rác vào trong hành trình từ Đà Nẵng ra Lao Bảo. Chủ hàng cho rằng tài xế trộm hàng rồi bỏ rác vào thùng, nhưng khi làm việc với lực lượng chức năng, tài xế nói không hay biết gì. Việc này cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ, ông Tuấn nói. Sau quyết định khởi tố vụ án, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hướng Hóa và cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra theo quy định.